Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về một chiếc đồng hồ cổ đặc biệt và độc đáo đến từ thương hiệu Miles. Đây là một mẫu đồng hồ vintage Miles Zeta Streetmate Manual Wind, nổi tiếng với chi tiết kim dây độc đáo mang tên Flighting Z. Hãy cùng mình khám phá chiếc đồng hồ đặc biệt này anh em nhé. Chiếc đồng hồ thương hiệu Miles này là một mẫu đồng hồ cổ đeo tay đặc biệt có xuất xứ từ Thụy Sĩ và thuộc thương hiệu Miles. Đây là một trong những mẫu đồng hồ cổ kỳ diệu và độc đáo với thiết kế của kim dây. Và chiếc đồng hồ này được thực hiện bởi cơ chế quay thủ công. Điều này có ý nghĩa bạn cần phải có một cái lực quay từ núm để làm cho kim dây chuyển động. Điều đặc biệt là chiếc đồng hồ với kim dây có thiết kế Flighting Z hay là kim dây phi cánh. Khi di chuyển, nó tạo ra hiệu ứng như một chiếc máy bay cất cánh và bay lượn trên mặt đồng hồ. Đây là một trong những cái chi tiết khá thú vị và độc đáo, làm cho chiếc đồng hồ này trở nên hấp dẫn và thu hút mọi ánh nhìn từ những người đam mê đồng hồ cổ độc đáo anh em nhé. Thương hiệu Miles đã làm cho một chiếc đồng hồ này có một cái vẻ đẹp tinh tế và thanh lịch. Bề mặt đồng hồ đơn giản với những chỉ số và kim đồng hồ mỏng nhẹ tạo nên vẻ đẹp sang trọng và lịch sự. Nhất là một cái dial nền mặt đen bao công cực kỳ là huyền bí anh em nhé, như một bầu trời sao đêm. Dây đeo của chiếc đồng hồ này làm từ da bò và một cái sợi dây da rất là chất lượng cùng tông màu với dial nền mặt đeo lên tay, có một cái tông màu hài hòa sang trọng anh em nhé. Và anh em hãy cùng xem cách hoạt động của cái kim dây Flighting Z, và đây cũng là một cái điểm nhấn của chiếc đồng hồ Miles này anh em ạ. Khi ta quay núm thì làm cho đồng hồ tích cót và bắt đầu cái kim dây này nó chuyển động. Bạn sẽ thấy kim dây chuyển động một cách độc đáo và thú vị. Nhất là chiếc đồng hồ này có một cái kim dây này là cái hình máy bay, nó bay cực kỳ đẹp. Nó tạo ra một cái hiệu ứng tương tự như một cái máy bay cất cánh bay lượn trên mặt đồng hồ, vô cùng độc đáo và ấn tượng. Chiếc đồng hồ này thì được thiết kế chế tác tỉ mỉ bởi các nghệ nhân tài ba đến từ đất nước Thụy Sĩ. Điều đó chắc hẳn khiến cho các bạn cảm thấy được sự chất lượng và đẳng cấp của mẫu đồng hồ này. Điểm đặc biệt đó chính là một cái bộ máy, anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy cơ con lên dây còn rất là mới và nó chạy hoạt động rất là chuẩn xác anh em nhé. Phải nói là một chiếc đồng hồ cá nhân em đánh giá nó rất là đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ, với một cái giá mức giá vô cùng hợp lý dành cho tất cả các anh em sưu tầm, và gần như là không có mẫu đồng hồ thứ hai tại thị trường Việt Nam anh em nhé. Với size mặt lên tới 35mm, mỏng chỉ 10mm, đây là một chiếc đồng hồ đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ anh em nhé. Chiếc đồng hồ Miles Zeta này thì là một tác phẩm nghệ thuật đích thực của đồng hồ cổ đeo tay với chi tiết kim dây Flighting Z độc đáo và đẳng cấp. Nó không chỉ là một món đồ thời gian mà nó còn là một cái tác phẩm nghệ thuật độc đáo đáng để sở hữu cho những người đam mê đồng hồ cổ thực thụ. Hy vọng video ngày hôm nay giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu đồng hồ này. Hãy để lại nhận xét và đăng ký kênh để cùng nhau khám phá nhiều mẫu đồng hồ cổ tại shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em các anh em nhé. Và mẫu sản phẩm này thì bên em đang giao lưu là 38 triệu anh em ạ. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem video này, và hẹn tất cả các anh em ở những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em.